Dạ anh em nha. Đây là thùng ít tin 260 đẳng cấp nha mấy em. Wow, tuyệt vời. Làm cái ốp lam hơi xịn sò. Đi theo đó là xài xích chung nha mấy em. Xài đúc xích 325, chân 130mm. Xích này chạy rất là ngọt với lại là rất là nhẹ máy nha. Này là chạy theo gin của máy nó là 33.5. Đặc biệt con này là theo cái lam Nam Đức nha. Nó có lam này em giới thiệu nhiều rồi nha. Lam này đẳng cấp luôn nha. Lam này là Easy. Với bộ tôi dích chính hãng nha. Anh trai này mua thêm một cái hộp lam với si cua nha. Có nhiều người thích xích này lắm. Bút xích 325 mà chạy cái chân 1.3 chạy rất là nhẹ máy. Đó giờ mấy anh em cứ xài đầu gin của theo máy đi. Rồi sau này nếu mà muốn đổi lên chuông hay gì đó thì em sẽ hỗ trợ thêm nha. 260 này là rất là đỉnh nha mấy anh em. Này là về cho người anh trai Đồng Tháp nha. Anh này ngày xưa thì mua cái 361 cũ. Sau này làm hai chồng có điều kiện thì mua thêm hai cái 361 mới nữa. Giờ có điều kiện hơn nữa thì mua thêm cái 260 này cho lính xài. Hai chồng này chắc làm tháng cũng 3-4 cũ à. Càng ngày càng phát triển nha mấy anh em, mua mới nha mấy anh em. Còn ít tiền 260 này là sản xuất tại Brazil nha. Ít tiền chính hãng sản xuất tại Brazil, nó như thằng 382, 381 vậy đó. Lắp là lắp hợp kim nha. Đó, tay nắm đàn hồi, có cao su đàn hồi nha, có quần chống áp luôn nha mấy anh em. Đói con này là nó nằm giữa dòng máy giữa 250 với 361 nha, nó nằm ở giữa nha. Con này thì bít tông 44,7 ly, em làm tròn 45 ly luôn nha mấy anh em. Này rất tuyệt vời, trọng lượng khô nó có 4.6 rồi nha. Làm xích vô luôn là tầm cỡ 6 ký mấy à. Rất là nhẹ mấy anh em. Thử máy cho mấy anh em luôn nha. Đi ra mùi xăng. Để đây cho mày xăng trâu luôn. Cái này thì theo phản hồi của khách thì về với anh em Goda giùm em 3 bình xăng nha. Con này 3 bình nha. Đó, phản hồi khách 3 bình là chạy là ngọt ngắt luôn nha mấy anh em. Đây đây. Anh này là anh trai Đồng Tháp nha. Anh Lời đẹp trai. Này đẹp trai vãi luôn. Này bên nước ngoài vô Hollywood con này đi đóng phim là ok luôn. Đừng đốt lên thấy đường quá. Hai chồng này dòm rất là chăm chắc nông dân nha mấy anh em. Mà ổng thì thấy hơi dưới màu quá xíu. Ổng đẹp trai đó. Chạy. Chạy nên là con xuất ra đi. Ê một hồi tiếng máy nổ mày quay thằng lùn này cho nó chạy luôn nè. Nhưng nó khóa. Vẫn không chạy kịp đâu. Rồi mình vô luôn nha. Bóp mỹ dưới là đóng nghe nha, máy mới là đóng nghe cho nghe mấy anh em. Nó một con này giật rất là nhẹ, không cần thay tay giật cái chân nó giữ chân nha. Tay giật của nó thì có cao su đàn hồi sẵn này. Với quạt nhắm áp nữa, lắp hợp kim nó con này là đỉnh luôn nha. Này giật rất là nhẹ nè. Cái hơi rất là nhẹ luôn. Đó khởi động nè, mình giật mấy cái cho nó ho cái nha. Đó nó ho đó nghe mấy anh em. Kéo lên nắp. Nắp này ra tự động. Mình bóp một cái là nó về ga luôn, trên này là tắt, này là khởi động, mỹ dưới đây là đóng e, này là ga tự động. Đó, bóp qua cho mát vô rồi nhẹ hiu anh em, rất là nhẹ. Yeah.
Ai có yêu cầu thử máy em mới thử máy nha, giờ này công việc nhiều quá không thử máy. Ai có yêu cầu thử máy nha mấy anh em. Thử gì cho coi ra nhất lam thôi. Con này được cái nữa là nó có chỉnh nhất lam nha. Đó, theo dấu cộng là nhiều nè, dấu trừ ít nha. Này em có cộng trừ chứ. Đó, dặn vô thì dặn vô nè, cái bình xăng lớn này nè, là nhiều nè. Lúc này thì nó ít nè. Đó. Được cái con này chỉnh nhất lam luôn nha. Rất là nhẹ nha mấy anh em. Dùng cái này cho nó chạy. Con này rất là nhẹ luôn nha mấy anh em. Thấy không, khởi động rất là nhẹ luôn. Con này đi xài chế qua luôn nha. Đó, sau này mấy anh em vệ sinh lọc gió cũng rất là dễ nha. Mở hang ốc này ra đây, lấy cây này mở ra coi. Xin rất là dễ. Con này thì em đọc trên thông số thì nó dòng tua công tải của nó thì 2008. Má tải nó là 14.000. Em thử đi. Em chưa thử con này. Đó, rất là đỉnh luôn nha, nhẹ lắm. Nhẹ mà nặng dữ vậy. Rồi em ở Cà Mau, mấy anh em thiện chí thì inbox Messenger giùm em nha. Bên em chỉ nhận cọc hoặc chuyển khoản thôi nha mấy anh em. Đó, chúc mừng năm mới cho anh Lợi luôn nha. Đó, ngày mùa Tết chưa đem, nó tặng cho Lợi tấm lịch luôn nha. Đó, lịch bên em tặng thì rất là ok nha. Đó, mấy anh em nào yêu quý Cà Mau thì cứ mua hàng nha. Mấy anh em mua nhiều lắm nha, mà bên em chỉ nhận cọc thật chuyển khoản thôi nha. Mấy anh em thiện chí thì inbox Messenger hoặc là kết bạn Zalo nhắn tin cho em nha. Chứ comment em trả lời mấy anh em cũng không trả lời luôn nha. Rồi, chào mấy anh em nha.